Làm thế nào để làm một người cận sự nam, nữ lý tưởng và được sư khen ngợi, cũng như người Phật tử ấy vui, Phật tử ấy khi mất được sư tiếc thương. Thứ nhất là quý vị là người có ơn với các sư. Tại vì Chư Tăng là người biết tri ân, cho nên nếu mà mình là người có ơn với Chư Tăng thì đương nhiên là Chư Tăng sẽ biết ơn quý vị. Giống như là có một cô cư sĩ, thì cổ âm thầm cổ hộ độ sư trong một thời gian. Rồi tới hồi mà sư nhận tin là cổ bệnh ở đang ở trong bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, thì do bận cho nên sư không đi thăm được, nhưng mà sư vẫn hướng tâm từ và mong cho cổ được an vui. Thì thứ nhất là mình là người có ơn thì các sư sẽ nhớ. Cái thứ hai, mình là người học trò mà gọi là con ngoan trò giỏi, tức là mình chịu khó, mình học đạo, chịu khó hành thiền, thì trong mắt các sư á, quý vị là những người đệ tử giống như học trò giỏi á, thì các sư sẽ nhớ. Rồi khi mà mình mất thì các sư cũng sẽ tiếc thương.